Thưa quý vị và các bạn, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân. Trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp. Đặc biệt, cán bộ đảng viên có trách nhiệm nêu gương, chủ động tích cực đóng góp vì thành công của cuộc bầu cử. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, tham gia tích cực vì sự thành công của cuộc bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Trước hết, cần giữ vững lập trường, quan điểm, chủ động miễn dịch với các luồng thông tin sai trái xuyên tạc cuộc bầu cử, kiên quyết đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Đối với cuộc bầu cử, như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ ra, cùng với đó tích cực lan tỏa tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng về công tác nhân sự để giúp mỗi cử tri thấy rõ những ai thật sự xứng đáng đại diện cho mình để lá phiếu bầu của họ có tầm nhìn và ý nghĩa hơn trước vận mệnh đất nước địa phương. Giữ vững tâm thế tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu như vậy, chắc chắn đội ngũ cán bộ đảng viên sẽ góp phần xứng đáng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công trên mọi phương diện. Tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh biên giới Tây Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế xã hội, do nguyên nhân chủ quan dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp, chúng ta không thể lơ là chậm trễ thêm nữa. Thủ tướng nhận định tình hình rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trên toàn quốc rất cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhìn chung chúng ta đang kiểm soát tốt, nhưng nếu không chủ động cảnh giác, không có các biện pháp ứng phó, không huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, thì chúng ta sẽ thất bại. Nếu thực tế vẫn có địa phương còn lơ là chủ quan, mất cảnh giác, không chuẩn bị các kịch bản phù hợp, Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ ra địa chỉ con người cụ thể. Lúc này không có nể nang, phải kết hợp hài hòa phòng ngự với tấn công tốt thì mới phòng ngự tốt mới đảm bảo tấn công tốt. Thủ tướng nhấn mạnh nếu dịch xảy ra trên phạm vi cả nước thì ảnh hưởng đến ổn định chính trị, sức khỏe nhân dân. Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, việc kết thúc năm học 2020-2021 thì hậu quả sẽ khôn lường. Vì vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế, tiếp tục phòng chống dịch, khắc phục hậu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với tư tưởng chỉ đạo thần tốc hơn nữa, tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thành công hơn nữa. Có như vậy chúng ta mới ngăn chặn được dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu kép thực hiện tốt cuộc bầu cử, kết thúc năm học 2020-2021. Chỉ trong tích tắc giây lát, chỉ một người lơ là chủ quan để cho giặc lợi dụng rộ rỗ lôi kéo là bao công sức của cả cộng đồng đổ xuống sông xuống biển. Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp mỗi ngày. Thông báo về số người mắc bệnh lại tăng lên, địa bàn lại rộng ra, nỗi lo về dịch bệnh lại tăng thêm. Oai oăm thay, phức tạp thay. Khi có nhiều thông báo về những ca bệnh mới có lịch trình đi lại rất phức tạp, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, càng khó cho việc truy vết các F1, F2. Đợt giặc dịch lần thứ tư quả là rất nan giải, chúng tấn công từ nhiều phía. Chúng theo gót, núp bóng từ chuyên gia nước ngoài, người nhập cảnh, có phép, trái phép, từ biên giới cho đến khu cách ly, ở mỗi quán bar, karaoke, bệnh viện. Đặc biệt, chúng tấn công vào sự chủ quan của mỗi đơn vị cá nhân. Khó là thế, nhưng lại có nhiều người hết sức chủ quan. Có được thành quả, người dân cả nước sảng khoái hít thở bầu không khí trong lành, chúng ta đều phải trả giá. Nhiều sự hy sinh, các chiến sĩ biên phòng phải ngày đêm canh gác, ngăn chặn các y bác sĩ vất vả giành giật sự sống cho người bệnh. Đây là kết quả của chủ trương giải pháp phòng chống giặc dịch đúng đắn của Đảng, Chính phủ, cùng sự đồng thuận đoàn kết, muôn người như một từ trên xuống dưới. Và rồi ai cũng biết rằng cái kết quả kia cũng rất mong manh. Chỉ trong tích tắc giây lát, chỉ một người lơ là chủ quan để cho giặc lợi dụng dụ dỗ lôi kéo là bao công sức của cả cộng đồng đổ xuống sông xuống biển. Thực tế từ các đợt dịch trước đã chứng minh, mong mọi cá nhân hãy vì mình và vì cộng đồng, mỗi cá nhân, mỗi gia đình phải là một pháo đài chống giặc, tiếp tục đoàn kết chiến thắng giặc dịch COVID-19. Mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 6,5% là thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam vì các động lực tăng trưởng cho giai đoạn mới vẫn cần thời gian để định hình rõ rệt, trong khi những động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Một tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Lần đầu trở lại mức tăng trưởng hai con số kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, trong đó đóng góp chủ yếu cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tốc độ tăng trưởng đạt 12,7%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2017. Tổng vốn đăng ký phải tăng 41%, lao động đăng ký tăng 7,8%.
Nhưng con số này cho thấy nhờ thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và đường lối chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Chưa kịp gượng dậy sau cơn càn quét của dịch tả lợn châu Phi, nông dân nhiều địa phương lại đối mặt với nguy cơ phá sản khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng vọt trong nhiều tháng qua. Nhắc đến việc tái đàn, nhiều hộ dân tỏ ra ngao ngán. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, thời gian tới giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng 5-10% tùy loại. Đến hết quý 2 năm 2021, giá thức ăn chăn nuôi cho có nhiều hướng giảm ngay và dự kiến sẽ chỉ giảm dần hoặc bắt đầu ổn định từ tháng 7. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp cần tiết kiệm nguyên liệu để giảm giá thành sản xuất, đồng thời tận dụng nguyên liệu sẵn có ở trong nước khi việc nhập khẩu còn khó. Còn với người nông dân, cần cân đối sản xuất trước mắt tránh mở rộng quy mô chăn nuôi. Về lâu dài, Việt Nam cần có phương án đảm bảo nguồn cung, tránh sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, trong đó chuyển đổi những diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả cao. Từ đầu năm đến nay, khi các công trình dự án xây dựng có tiến độ triển khai tốt, nhu cầu vật liệu tăng thì giá thép xây dựng cũng tăng vọt. Tháng 4 vừa qua, giá thép nhiều lần tăng với biên độ ngày càng lớn. Mức giá thép hiện tại đã đạt từ 16 đến hơn 18 triệu đồng một tấn tùy loại, cao hơn thời điểm đầu năm khoảng 27% đến 45% so với cuối năm 2020. Giá thép tăng phi mã đã khiến một số doanh nghiệp xây dựng lao đao, đứng trước nguy cơ vỡ trận ảnh hưởng tới tiến độ công trình đã và đang thực hiện, vì phần lớn hợp đồng ký đơn giá cố định làm tiếp cũng là thu lỗ, mà không làm, lỗ cũng phải đền bù. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam mỗi năm sản xuất khoảng 17 đến 18 triệu tấn thép xây dựng, nhưng nhu cầu thị trường chỉ khoảng 10,5 triệu tấn. Vì vậy có thể khẳng định không có chuyện thiếu hụt nguồn cung, thậm chí vẫn dư thừa để xuất khẩu. Tuy nhiên, việc cung ứng nguyên liệu đầu vào và hệ thống phân phối có thông hay không lại là chuyện khác. Điều này đang làm dấy lên nghi ngờ giá thép tăng do một số doanh nghiệp thép nhân cơ hội này bắt tay ghìm giá để đục đức béo cò. Việc giá thép tăng đột biến hiện nay chủ yếu do chúng ta mất cân đối trong sản xuất, đối ứng cung cầu, phụ thuộc quá lớn về nhập khẩu nguyên liệu đầu vào như thép phế, than cốc, quặng. Cho nên khi giá nguyên liệu trên thế giới tăng, giá thép trong nước chắc chắn cũng tăng theo. Cùng với đó, đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến thời gian giao hàng bị đình trệ, cũng là lý do khiến giá thép tăng mạnh. Vì vậy, để ứng phó diễn biến khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thép cần đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa công suất cung ứng cho thị trường, có biện pháp tiết giảm chi phí, phối hợp trong chuỗi cung ứng nhằm giảm giá thành để ổn định thị trường, tránh xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng. Các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đã minh bạch hơn, nhưng việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, báo cáo của nhà nước để doanh nghiệp tiếp cận lại trở nên khó khăn hơn. Thời gian qua, môi trường kinh doanh đã phần nào được cải thiện, trở nên an toàn hơn giữa các thành phần kinh tế. Thủ tục hành chính đã được cải thiện, chi phí không chính thức có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia về kinh tế nhận định trong tình hình mới, việc cải thiện môi trường kinh doanh sẽ khó khăn và phức tạp hơn, ẩn chứa nhiều thử thách cần phải khắc phục. Mặc dù có những cải thiện, song theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, môi trường kinh doanh của Việt Nam còn nhiều điểm hạn chế. Các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đã minh bạch hơn, nhưng việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, báo cáo của nhà nước để doanh nghiệp tiếp cận thì lại trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, ngày càng nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng các thông tin được công bố rất chung chung chỉ là những con số tổng không có ý nghĩa để doanh nghiệp sử dụng. Dù đã giảm được sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng còn không ít doanh nghiệp cho rằng họ vẫn bị đối xử bất bình đẳng hơn so với các doanh nghiệp sân sau, nên đây cũng là điều vấn đề lo ngại. Chủ tịch VCCI lưu ý Việt Nam đã giảm các điều kiện gia nhập thị trường trong nhiều lĩnh vực ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực yêu cầu đầu tư lớn, thu hồi vốn kéo dài thì tình trạng rủi ro do biến động chính sách vẫn rất đáng quan ngại, cản trở nhiều doanh nghiệp lớn bỏ tiền đầu tư. An toàn phòng cháy chữa cháy là yêu cầu tiên quyết nhất, không khi nào có thể xem nhẹ đối với nhà dân, khu dân cư, cơ sở sản xuất, với mục tiêu cũng rất tiên quyết là bảo vệ tính mạng con người cũng như tài sản. Song trên thực tế đang có khoảng trống chết người, đòi hỏi không chỉ cơ quan chức năng mà cả mỗi người dân cần cài lại tâm thế chủ động, phòng ngừa, tránh nguy cơ thảm họa. Quy định pháp luật hiện hành không cấm hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất kinh doanh trong khu dân cư, nhưng pháp luật hiện hành cũng quy định rất rõ về bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ, có nội quy về phòng cháy chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Nghị định 136/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy cũng đã phân định rõ trách nhiệm quản lý kiểm tra, thường xuyên định kỳ đột xuất, xử phạt vi phạm từ phía cơ quan công an, các cấp chính quyền cũng như quy định rất rõ an toàn phòng cháy chữa cháy bắt buộc chấp hành từ phía người dân trong đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.
nước xa không cứu được lửa gần, ý thức bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy cho mỗi ngôi nhà mình chính là bảo vệ người thân và gia đình mình, cùng với đó là an toàn cho bà con lối xóm, khu dân cư. Cơ quan chức năng cũng đừng vì thương mà bỏ qua những vi phạm phòng cháy chữa cháy khiến cho khoảng trống chết người ấy cứ mãi là nguy cơ hiển hiện, gây ra thảm họa rất đau lòng.